chiều nay ba về rồi. Ở đây rồi, anh đã đi rồi, còn về đây làm gì? Anh đi chơi mấy hôm rồi. Đi chơi mấy hôm mà làm như thế à? Mà đi chơi hay đi làm cái gì cũng không thấy nói với em cô nào. Đi chơi mà một trai một gái có ở riêng một nhà, cái đấy mà bỏ đi chơi, đấy là chơi kiểu gì, giải thích cho em nào. Hả? Anh xin lỗi. Anh đi thì đi luôn đi, về đây làm gì? Hả? Sao không đi luôn đi, còn đuổi theo sau về làm gì? Thì ở nhà có thằng kia nó hồ làm đấy, thằng cơm nó hồ làm đấy, anh đi chơi mấy hôm thôi. Thằng cơm hồ làm như anh làm như thế anh không có trách nhiệm à? Đó, cái đấy nó chỉ về ở nhờ ở đậu ấy, nó hộ được bao nhiêu thì nó hộ, còn mình mới là chủ nhà, mình làm được bao nhiêu thì mình làm chứ. Bỏ cho nó có làm được à? Anh đi chơi anh thấy em ấy ở một mình thì vào đấy giúp mấy ở đấy chơi mấy hôm thôi. Ở đấy giúp thế ở nhà em không phải một mình à? Hả? Thôi anh đừng có biện minh nữa, anh đi thì đi luôn đi. Anh không muốn ở với em thì thôi anh cứ đi đi, nói với em ở cô. Không phải đi kiểu anh, như thế. Bây giờ không có chỗ nào để đi, mình quay về. Chỗ nào nếu mà ở kia họ nhận thì anh ở kia anh không cần đói hoài gì đến ở đây. Còn bây giờ không ai nhận là anh mới quay về đây gì. Như thế ai chấp nhận được. Anh biết lỗi rồi cho anh xin lỗi em là anh quay về. Không có lỗi gì hết, em lấy quần áo cho anh. Nói về anh ở lại chứ. Không, lấy quần áo xong anh đi đi. Đi ở với ai thì đi. Đây, xin ở lại đây. Đây, quần áo của anh đây, em lấy cho anh thôi, anh đi đi. Đi làm bằng bao nhiêu lâu về, còn không có 1.000 nào để cho vợ, cho con. Xong là đi ra ngoài lừa bằng bao nhiêu người. Đây, quần áo của anh đây. Đi làm bằng bao nhiêu lâu về, không cho vợ con được 1.000 nào. Xong là về còn không có biết nói, không ấy một tí nào luôn. Anh hứa từ giờ anh cứ thấy không đi nữa. Đây quần áo của anh này em lấy cho anh không, anh đi luôn đi. Em không cần anh nữa, em khắc tự nuôi được bản thân mình. Từ ngày trước em vẫn khắc ở khắc nuôi được. Anh xin lỗi từ giờ anh không đi nữa. Không lỗi gì hết, không thể tha thứ được. Không. Em cho anh ở lại đi. Em cho anh ở lại đi. Ở lại. Đi, cho anh ở lại mà. Không ở lại đâu, thế lúc anh đi ra ngoài sao anh không nghĩ đến cái lúc như thế này? Thì anh chốt sai rồi cho anh xin lỗi. Bao nhiêu lần anh đi làm ở ngoài anh kéo lừa bao nhiêu. Đi đi, quần áo của anh đây, đồ của anh đây, ừ. Mang đi hết đi. Không ở đây nữa này, mang đi. Mang đi hết đi. Sang ở lại đi. Không cần ở lại. Tiệm, đi. Bao mẹ đi. Đi. Cho ba ở lại đi. Cầm mọi xong là đi đi. Đi. Cho ở lại đi mà. Đi ra ngoài. Bảo mẹ cho ba ở lại. Đi ra ngoài đi. Này. Đi đi. Hai mẹ con mình có ở. Không cần phải ở ấy. Những người thể loại người như thế. Cho anh ở lại. Không ở lại ở nơi gì hết. Anh đi đi. Mẹ con em không cần nữa đâu. Hàng bao nhiêu lâu về không nên nói một câu nào luôn. Đến lúc mai em đi nhìn thấy mới thấy. Chẳng thế. Cái gì mà không phải, còn tiền mình cái gì. Anh đi đi. Anh thích đi đâu thì đi đi, đừng giờ đừng có mà về đây nữa. Không cho. Không. Không, ở lại đâu. Ba có thương mẹ con mình đâu, đi đi. Đi. Đi đi. 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 Không, không cho ở nữa đâu, đi. Đi. Cho anh ở đây. Không, đi. Không cần nữa đâu. Không. Không hai hôm, không hai hết gì hết. Anh đi ở với. Không làm như thế nữa được chưa? Không. Anh đã làm phản bội như thế em không cần nữa. Em có tự sống được. Anh cứ đi. 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 Không ở đâu. Đi ngay. Anh đi đi.
anh đi đi. Không, đi vào trong nhà đi. Vào trong nhà. Loài người như anh em không bao giờ cần. Đi vào trong nhà. Không. Đi, cút đi. Không cần anh ở đây. Không cần ở đây đâu. Đi chỗ nào thì đi, thích đi với ai thì đi. Rồi anh xin ở lại đi, anh xin lỗi. Không xin vô lỗi gì hết. Rồi giờ anh không đi nữa. Không. Đáp nói thì đáp phản bội một lần thì lần hai lần ba không có. Cho anh vào đi. Không. Anh thích đi với ai thì đi với cô qua hôm nay em thấy ở đấy. Ở đấy tình tứ thân mật lắm mà đi.